Có gì bạn mình lận cái team mình đi vườn trái cây kìa chị Dương. Chị biết rồi, nếu Vân thích thì chị nói anh Vinh dẫn team mình đi. Ủa mấy cái vườn nó có xa không vậy? Cũng xa đó. Thôi để tao tranh thủ ăn sáng cái nha. Ăn món nào bây giờ ta? Thôi ăn hủ tiếu Tam Vàng đi. Tiếp theo đổ gia vị vô nè. Chế nước sôi trái cây. Tất cả trứng gà, trứng gà. Mày ăn cái gì mà thơm chứ hồn? Tao ăn chiên xù hủ tiếu Tam Vàng đó. Quá trời thơm luôn rồi. Ủa, hồi đó giờ mình chỉ biết nước mắm, nước tương, tương ớt, chiên xù thôi. Ví dụ hủ tiếu chiên xù mới nghe à nha. Hồng mày cũng chịu khó quá ha, luộc trứng cút xong rồi lột bỏ vô luôn. Tao đâu có rảnh vậy, trứng cút thịt bằm là có sẵn trong gói súp đó. Cái gì đã vậy? Mày còn hộp nào đúng không Hồng? Tao mua đủ một bộ luôn, gần 7 món lận. Toàn để cho mày ăn ở dưới kìa. Em ăn cháo gà đậu xanh đi. Mình ăn cháo sườn nguyên miếng. Mình thì ăn hủ tiếu bò kho. Mình ăn miếng gà hầm ăn. Mình ăn phở bò nguyên miếng nha. Còn mình thì ăn bánh đa cua. Ăn ra coi. Trời ơi, có thịt bò luôn nè. Của tao có thịt bò, của mày có thịt bò không đại? Của tao hủ tiếu bò kho, đương nhiên là thịt bò chứ không lẽ thịt gà. Đừng để đây đâu. Đổ luôn nè. Đúng như đây được rồi. Tới của chị Hảo. Chị Hảo nè. Rồi tới của tao Ngọc. Mưa nữa rồi bạn ơi. Mưa ăn thì ăn nè. Team mình mà không ăn sáng á là như không chịu dẫn đi đâu hết trơn á. Chào mọi người đến với kênh Tony TV. Chào bạn. Lời nói đầu tiên chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha. Mùa này là mùa sầu riêng cho nên các bạn kêu bọn mình đi vườn sầu riêng quá trời luôn kìa anh. Vườn sầu riêng? Có bạn bố kêu là dẫn các team mình đi vườn nho đi anh. Vườn nho hả? Anh Vinh, anh dắt tụi em đi tham quan vườn vải đi. Vải hả? Rồi, ý kiến hay. Quyết định dẫn mấy em ngày hôm nay đi tham quan vườn mận. Sao vậy? Hèn chi chị, em nói anh vô duyên là phải rồi. Chứ giờ anh đâu quen ông chủ bà chủ nào mà của vườn nho, vườn sầu riêng với vườn vải đâu cưng. Vậy sao anh dẫn bọn em đi tham quan vườn mận được? Bọn anh quen ông chủ ở đó hả? Đúng rồi. Ông chủ của cái vườn mận này á là của anh Hợi, em trai của anh Lợn, con ông Bắt Giới, cháu của cụ Thiên Bồng Nguyên Sói. Gia đình gì mà nghe cái tên hắc não quá vậy? Team mình đã đi tới vườn mận rồi nè các bạn ơi. Đó, cái quá trình di chuyển á, thì bọn mình không có quay lại nhà để tiết kiệm thời gian cho các bạn xem được nhiều hơn. Đây, bọn mình đang ở trong vườn mận. Thì khi du khách bước vào trong vườn mận này thì sẽ được bà chủ cho mỗi người cầm một cái chén muối như thế này nè. Đó, là để làm chi? Đi dọc đường ở đây, mận nó mọc đầy hết trơn nè. Thích trái nào bẻ trái đó chấm ăn. Giờ người ta cầm máy, người ta cầm muối rồi, giờ vũ thanh đâu. Chứ đây bẻ trái đút anh đang coi. Nè nhìn đây. Đó, chấm đây, chọc cái nè. Nhanh nhanh. Chấm không có dính muối gì trơn, chấm nhiều muối vô. Nó đưa rồi, cho các bạn rồi. Đã coi kìa. Nè bạn. Đó. Đây đây đây. Hãy ăn đi vậy. Trời ơi muối cay dữ vậy. Quá trời quá đất luôn các bạn ơi, nhìn nè. Chịu nổi không? Nếu mà hết muối thì vô sinh thêm. Ở trong này không biết bao nhiêu cây mận luôn. Nhưng mà mỗi cây á là trái nó cứ xum xê như thế này đây. Đó. Quay các bạn hú hồn luôn. Đây nè. Trái nào trái nấy. Quên nữa coi cái trong này nó có dồi gì không. Bẻ ra coi. Ăn hồi nữa hả ông ra phát hiện dồi không đó. Bắt cái mận ra coi. Bắt cái mận ra. Quên đúng rồi. Tính nổi không? Trời ơi không có dồi. Không có dồi nha các bạn. Không có dồi nha. Ăn thử ơi. Rồi cảm nhận sao, thấy sao? Ngon lắm anh Vinh, cũng ngọt nữa. Còn chị Thảo nữa. Mặn ngọt mà muối cay quá. Trời nhỏ này ăn cay dở quá vậy. Thường thường tao nói mấy người mà ăn cay dở là mấy người đó người ta nguội tính lắm. Như bạn Hùng này là ăn cay nhiều nè. Cọc tính dữ lắm nha. Cái gì? Em ăn cay nhiều nè. Ý anh nói em là cọc tính đó hả? Đúng rồi, mới đụng anh cái là anh quạo lên liền à. Nhưng làm cái gì vậy? Ăn mặn như vậy mới có tính thử thách. Mày cũng rảnh ha. Đó, khu vực bên này mặn nhiều hơn nè. Bạn nhìn thấy đây là cách hái mặn nha. Mặn nó dễ rụng. Trời ơi. Rất nguyên đùm luôn. Thấy không? Ý là mình biết nó dễ rụng rồi đó các bạn. Mà không nghĩ nó như vậy.
cầm giùm anh ơi. Dạ. Rất đã nha mọi người. Đây nè, nguyên đùm luôn nè. Nguyên đùm luôn nè. Đó, đó. Thấy chưa, hái một trái lại rụng hai trái. Mận là nó vậy đó. Rụng đầy mận hết trơn xuống cái hầm này luôn. Chấm miếng coi. Quá ngon các bạn ơi, mặn quá ngọt. Thèm kìa. Đi tới luôn đại ơi, đi tới luôn. Chấm ăn luôn. Cầm cái camera đi dọc đường đó. Ăn chấm miếng nha, nháo. Đây, mở bại nha. Thèm kìa. Ngon quá, quá ngon luôn. Ôi quá lạ. Mình có chiếc muối mình quên chấm các bạn ơi. Quá trời. Mặn nè các bạn, nè. Quá trời quá đất mặn luôn các bạn ơi. Nguyên một thùng mặn luôn nè các bạn. Nguyên một thùng mặn luôn nè các bạn. Muối có cay không? Cắn miếng thử lên. Ngon. Ngựa đã kìa. 5 minutes later. Đây 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 đây. Đó. Chấm lên rồi. Cái này bự khổng lồ luôn nè. Rồi chấm ca. Muối nè. Sớm giờ không biết mình ăn bao nhiêu trái mặn luôn. Quá. Lần đầu tiên mình và các em đi, được đi vô vườn mặn đó, giờ không biết trên đời có vụ vườn mặn luôn. Ủa mấy bạn nữ đâu, mấy đứa con gái cầm camera của anh quay phim kiến đẳng kìa. Rồi ai đãi nữa, thằng đãi nó đi vô đây làm biến đi nữa rồi, nó nằm ở đẳng ăn mặn kìa anh. Hả? Hả? Làm gì ai đãi? Em vô đây ăn mặn chứ làm gì vậy anh? Anh thằng ơi, cái vé của 30.000 à cưng. Cưng chơi gì ai đâu chịu nổi. Thì đúng rồi, cái vé 30.000 em phải ăn đủ 60.000 tiền mặn, gấp đôi tiền vé luôn em mới chịu. Không nghĩ đây em có vườn mận. Mận đây là một năm có mấy mùa luôn nha. Mấy trái mận ở đây nhìn vậy thôi chứ nó dễ rụng dữ lắm. Bởi vậy khi thu hoạch người ta phải rất là cẩn thận luôn. Nãy giờ con ăn mấy trái tiền? Em ăn khoảng 7-8 trái như vậy. Còn chị Thảo? Trời, mới ăn có 5 trái mà bụng kêu bọt bọt. Không ăn mấy trái rồi. Nãy giờ em ăn cả chục trái á. Ê, bên kia có cây mận bự kìa. Kìa kìa. Chào các bạn đến với cách ăn mặn của mình. Trước tiên kiếm một nhánh cây giống như vậy nè, bẻ mặn để lên sẵn nha. Đu lên. Ăn. Ăn tiếp à. Đó. Anh thấy cách ăn mặn của em đủ độc đáo chưa? Vừa tập thể dục vừa ăn rèn luyện sức khỏe. Phản khoa học. Trong lúc vận động không có được ăn cưng ơi, rớt mày. Anh Vinh, cho em từ giả khỏi cuộc chơi này. Tại cách ăn của em y chang Vũ Thanh. Thằng Vũ Thanh nó rớt, là em rớt luôn. Rồi, dòng giữ xe, Vũ Thanh, chị Thảo rớt. Tại em không chết như này, em không chết. Giới thiệu đi. Mày. Thân khởi dữ ta. Em cạp vòng vòng cái mặn nè. Rồi lại cái cùi những, cho những con động vật bé nhỏ nó ăn. Như là con dơi nè, con chuột nè. Và đặc biệt có cái này, kim. Nếu mà giờ cưng chừa cho động vật nó ăn á, tụi nó có tới biết bao nhiêu trái mặn xung quanh nè, một đống mặn luôn nó ăn chứ mắc gì phải ngồi ở đây ăn cái cùi của cưng. Trời ơi, em cưng suy nghĩ kia em quên. Rồi em cho anh Ngọc nè giới thiệu cách ăn của mình đi. Đây là cái cách ăn mặn của em. Đây là một trái mặn, cắn một miếng nè, nhưng tuyệt đối không được ăn nha. Chậm miệng mũi, hãy lên. Đây là cái cách ăn mặn vừa độc đáo vừa thể hiện được cái nét đẹp trai của mình. Thật là quá đáng, quá xàm, quá mất vệ sinh, quá lỗi, rớt luôn. Ôi em. Rồi, Thành Ngáo, Thành Ngáo. Xin chào các cao thủ vũ lâm trên toàn quốc. Và ngày hôm nay tại hạ có một cái cách ăn rất là độc đáo. Trời, làm gì vậy? Cái gì mà cởi áo nghe thấy ghê vậy? Nói trước mất hay. Đó, cởi áo ra để đất nè. Hai mặn, đây, mặn đây. Hai nè. Rồi, đó, để xuống. One, two, three. Anh Vinh ơi, mặn tiếng Anh là gì vậy? Lầm. À, em biết rồi. Quá ngon. Đã. Mệt không? Hết sức rồi, ngưng ngơi. Hết sức rồi, hết sức rồi, xuống đây. Phản khoa học, lại là vận động trong lúc ăn. Rớt mày. Tiếp theo, Tiểu Hùng. Cái cách ăn của cưng thì sao? Cách ăn của em giống ăn ngọc vậy đó. Rồi, rớt luôn. Còn mấy bạn nữ làm sao, nãy gì em re vậy? Nãy giờ bọn em suy nghĩ quá trời luôn mà không được cách nào hết trơn á. Rồi, vậy là cái thử thách lần này không có bạn nào xứng đáng giành được bộ Lego của anh hết rồi. Thôi bây giờ mấy đứa chịu khó du lịch với giờ ăn mặn đi một tiếng nữa rồi anh dẫn mấy đứa đi về. Dạ. Đáng tiếc quá mọi người ơi. One hour later. Team mình ở trong vườn mận này gần 5 tiếng đồng hồ luôn đó các bạn. Nè, hai ngáo,
nói cảm nghĩ cho khán giả biết nè. Vô vườn mặn thì tất nhiên ăn mặn rồi, ăn no nóc luôn các bạn ơi, còn uống sữa nữa, chiều về khỏi ăn cơm luôn. Tiểu Dương, nó đánh giá cưng. Công nhận mặn quá trời luôn các bạn, đùm đùm luôn. Có mình thằng đại ăn nhiều chứ ai. Đã nói rồi, mua cái vé 30 ngàn thì phải ăn 60 ngàn từ mặn chứ. Cũng may, trong tim ai cũng giống như thằng đại, chắc tiêu ông chủ vườn luôn rồi. Rồi, ăn đã đi, tranh thủ nửa tiếng nữa, tim mình sẽ quay về Cao Lãm, tranh thủ trước lúc trời mưa. Thảm gà vào mùa mưa các bạn, quay phim khó khăn lắm. Phải nhiều khi một tuần, bọn mình chỉ ra được có 2 video thôi. Thì các bạn cứ vào comment các bạn trách, rồi các bạn hờn. Có nhiều bạn vô buông những lời thô tục lắm. Cái gì mà đờ mờ tim bọn mày sau một tuần ra có 2 clip vậy. Ra nhiều clip đi cho bọn tao coi, kỳ lắm nha. Rồi nói chung là vậy thôi. Còn đợi gì nữa? Mà không bấm đăng ký kênh, bấm like, bấm chuông thông báo và share để ủng hộ team mình nha mọi người. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo.